Hello tất cả các anh em, Thái đã xuất hiện rồi. Chúc anh em ngày mới luôn tràn đầy năng lượng ha. Hiện tại thì Thái đang đứng trên con đường Trường Chinh anh em, ở địa chỉ là 710. Thái thấy có cái bảng hiệu cá cảnh Sài Gòn mà tới ba cái cửa tiệm luôn mọi người. Đó, Thái được biết là ba cái cửa tiệm này là của ba anh em nha. Hôm nay thì Thái sẽ đi vào cá cảnh Sài Gòn. Thái sẽ cho mọi người xem coi trong một cái cửa tiệm nào đó bất kỳ đó, ở trong ba cái cửa tiệm này coi có những dòng cá gì và giá cả làm sao để cho anh em tham khảo. Nếu mà anh em cần thì anh em có thể tới đây để tìm những con bét và những con cá thích hợp cho riêng mình ha. Còn bây giờ thì theo chân Thái đi qua bên đó ha. Thái đã qua bên đường rồi mọi người. Thì Thái thấy là cá cảnh Sài Gòn có ba tiệm nè. Tiệm đầu tiên ha là bên này, tiệm thứ hai là tiệm bên này, và tiệm thứ ba này. Thái sẽ vô cái tiệm ở giữa này đi đó, tại vì xe Thái để bên này ha. Thái sẽ vào đây, Thái quay cho mọi người xem. Dạ chào anh. Em bên Thái Salem Vlog cho em quay một số dòng cá cảnh ở tiệm mình ha anh nhé. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi Thái sẽ bắt đầu đi từ ngoài này, Thái sẽ quay cho mọi người xem ha. Từ dưới đi anh em. Ở dưới đây thì Thái thấy có rong này, rong đuôi chồn ha. Cái xô bên này thì Thái thấy là có bo bo này. Bên này thì có cá betta head moon ha. Head moon mái nha anh em. Này thì có cá lồng rồng con này. Bên đây thì có cá chép mồi betta luôn. Dưới này thì là có trùng chỉ. Đó, đây là những mồi về cho cá ha. Tiếp theo từ trên này đi. Thái thấy thì ở đây anh chủ anh bán có cá bảy màu full gold này. Giá thì rất là hữu nghị luôn anh em, chỉ có 8k một bé thôi cho tất cả các bạn chơi ha. Để Thái quay kỹ cho mọi người xem này, cũng khá là lung linh ha. Rồi, quay từ trên xuống này. Rồi, kế bên thì Thái thấy cá này thì Thái cũng không biết tên luôn. Mà Thái thấy nhỏ là 10.000, lớn là 20.000 nè. Để Thái hỏi anh chủ xem. Anh chủ đang ăn cho cá ăn, để chút xíu hồi Thái ra Thái sẽ hỏi nha. Bên này thì Thái thấy có cá vàng nè, 25k. Anh cá này là cá gì anh tên gì ta? Két panda. Két panda ha. 1.000 một con lớn của nó là. Ồ, giá rất là hữu nghị nha anh em. Con răng bao. Răng bao hả? Đây là bình bông. Đây là bình bông hay ta gọi là bin bon đúng không? Cá bin bon đúng không? Cá bin bon thì 15.000 nè. Thái đặc biệt là Thái thấy là con ếch màu nè anh em, khá là dễ thương luôn. Giá thì 35.000. Trời ơi nó có màu màu hồng anh. Màu hồng với lại màu xanh đọt chuối nè. Ủa cái con này là nó dưới nước được đó, không cần lên trên nhiều luôn ha anh. À nó lấy oxy xong là nó lặn dưới này. Ôi ôi cưng quá à. con này là Thái nuôi không được anh em, về bỏ vô cá rồng hay là cá la hán là nó cắn mấy con ếch này liền, nhưng mà nó khá là cute nè. Anh em nào mà có cái hồ nhỏ nhỏ mini á, anh em chơi cái dòng ếch này ha, ếch màu ha, chỉ có 35.000 thôi. Ở đây thì Thái thấy có ranh chu nè, 45.000 một con, xay cũng gần hai ngón tay của Thái rồi. Bên đây thì có cá bảy màu luôn nha anh em. Dòng này thì chỉ có 10k thôi. Đấy, rất là nhiều dòng, giá rất là hữu nghị luôn anh em. Ranh chu xay nhỏ hơn nè, 20k nè. Đây thì có cá sặc ha. Sặc kiển nha anh em. Giá thì chỉ có 15.000 thôi. Ở đây thì Thái là sát cái đường nè anh em thấy không? Xe chạy khá là nhiều luôn đó nên nó hơi có ồn á. Cái gì anh em không nghe kỹ thì không cảm cho Thái nha. Thái sẽ bắt đầu quay tiếp ha. Đây là dưới này là có cá chép. Chép coi nha anh em. Màu cũng lung linh quá mọi người ha. Wow. Ở đây thì Thái thấy là có cá này là cá gì ta? Cá beo này hình như nó chọc nó phùng lên phải không anh?
Ồ, giá 10.000 ha anh. Em thấy 10 số 10 nè. 10.000 ha anh. Dạ. Wow. Ủa, chứ có con cá chuột không chú? Bên này nữa. 60k. Hạt đỉnh hồng nhỏ xíu 15k nè anh em. Cá rất là hữu nghị luôn, mọi người thấy cá rất là giá rất là rẻ ha. Bên này nữa nè, Thái sẽ điểm danh hơi sơ sơ luôn. 15k một con nè, bảy màu nè ha. Sọc ngựa thì có 2k một con thôi. Sọc ngựa xanh lá nè, sọc ngựa cam, sọc ngựa vàng ha. Đỏ nữa nè ha, chỉ có 2k một con thôi. Bên đây thì cá bình tích nè. Cá bình tích này thì cũng có 2k một con thôi anh em. Đó. Bên này thì 5.000 mà Thái không biết là cá này là cá gì nữa anh em. Nhìn cũng rất là đẹp. Chỉ có 5k thôi ha. Ở đây thì Thái thấy là có tua kiếm nè. 5k nè, còn có cá chuột nữa. À, có mấy con cá chuột nó bơi ở trong kìa anh em. Đó, cá chuột thì 30k. Trân châu nè, 2k luôn nè. Bên đây là bảy màu tạp nha anh em, chỉ có 2k một con thôi. Đó, rất là nhiều cá bảy màu trong này, lộn xộn luôn mọi người. 2.000 một con nè mọi người. Wow. Bên đây thì có hòa lan nè. Hòa lan này thì cũng có 2k một con thôi. Ở dưới này nữa. Ở dưới này dòng cá này Thái không biết cá gì mà giống cá chuột của anh em, chỉ có 10k một con thôi. Bên đây thì là cá ông tiên, chỉ có 10.000 một con nhỏ và 20k một con lớn này. Bên đây thì cá cũng cá bảy màu tạp luôn, chỉ có 5k thôi nè. À, rất là nhiều dòng cá bảy màu trong này luôn anh em, chỉ có 5.000 thôi. Bình tích nè, xây bự bự nè, 10.000 một con đó. Dưới đây thì ta thấy có bèo tây. Ủa, bèo tây mà có số con cá bảy màu nữa anh em. Ý à, có con cá bảy màu dưới này nữa. Đây này, bèo tây nè. Ở đây thì có bèo ta của mình nữa nè. Sỏi ha. Nói chung là cũng bán rất là đầy đủ anh em. Để Thái sẽ đi vào trong đi. Ở đây Thái thấy có một dãy hũ để cá hét muôn với lại cá beta nè anh em. Sim nữa nè. Sim đá hả? Đây có sim đá nữa. Ừ, sao biết chú hay vậy? Dạ con có coi video của chú. Hay ta. Trời ơi, nghe chú nói chuyện biết luôn hả? Nay con mua cái gì? Con mua cá. Nào, à cá con mua hả? À mua cá chuột hả? cá lồng kiến con nó lượn quá, nhưng con mua này cho nó mẹ. Nó dọn hồ hả? Dạ, thì con đồ ăn cho cá luôn. Ok con. Rồi bye bye con nha. Cá này mấy con cá hết mua nên bán nhiêu con anh? 20.000 hết đồng giá nha anh em. Trời, cá ở đây rất là hữu nghị luôn á. Bảy màu này là dòng gì anh? Tiger đúng không? À, dòng Tiger thì giá 15.000. À, đây là beta của anh ha. Dạ. Cái dòng, ôi cái này là cá chổi lông gà nè. Cá chổi lông gà 85k anh em. Bên đây là HB Lu hay là Black ta? 10k anh em. Dòng cá bảy màu ở đây thấy là từng 5k, 10k, 15k không nè anh em. 15k nè ha. Đó, qua đây nữa. 15k này. Con cá bảy màu to lắm anh em. To gần bằng ngón tay út của Thái luôn á. 15k thôi. Bên đây thì có sọc ngựa xanh lá này, 20k. Loại này là loại to nha anh em. Rất là nhiều luôn. Ở dưới đây có một vàng cá hét môn với lại hét môn đuôi 108 này. Cá sim đá này. Đấy, 20k. Ồ, dưới đây nữa. Mấy con cá này ông ha. Rồi. 15k nữa nè.
để Thái vào bên trong Thái quay coi có những cái con gì đặc biệt cho mọi người xem không ha. Ở đây thì ốc này ốc gì á anh? À, một con có ốc về là bao nhiêu tiền? À, này nó làm chức năng gì trong cái hồ cá mình anh? Vệ sinh hồ anh. À, nó vệ sinh hồ ha. Nó ăn rêu, rong rêu, tảo rồi anh em. Còn đây là ốc táo 7K. Ủa sao có con cá trong này nè anh chủ? Nó nhảy ra hả? Hai con luôn. Đây là con ốc táo này 7K nha anh em. Đấy. Ôi ôi kế bên nè, để Thái qua kế bên Thái quay cho mọi người xem. Đấy, để Thái lật cái máy lại nè. Kế bên thì Thái thấy là có rùa nè. Rùa này là rùa mai xanh nè. Con rùa này thì bao nhiêu anh? Rùa của nó là 85 anh. 85.000 ha. Còn đây là rùa camo, là rùa cá sấu. À đây có bé cơm anh, baby chút xíu xíu à. Trời ơi, bé cơm ơi, chạy. Bé cơm anh này thì bao nhiêu tiền anh? 130.000. Xây cái chút xíu à, anh em cưng lắm anh em. 130.000 rồi cơm anh. Đây có con cái này. Đây, để hết lên này. Đây này, cưng chưa? Ồ. Đi. Yeah. Trời ơi, bên đây em thấy có con rùa, sao nó có dán cái gì lên nè anh chủ? Rùa, đó là rùa sơn đi. À, mình sơn lên vậy hả? Rùa sơn. Mình sơn cho anh Thi nè, đến bao giờ nó tróc? Cái này á, xài nói chung cũng nó như kiểu mình sơn móng tay á. À. Còn đây là rùa xanh. Rùa sơn vậy thì mình sơn vậy mình bán bao nhiêu tiền? Rùa sơn này bán 40.000. À, 40.000 ha. Ơi cưng lắm anh em. Cưng quá à. Ở bên này có ba ba nè. Ba ba này thì bao nhiêu anh chủ? 10.000. Để Thái bắt lên cho mọi người xem nè. Ồ, cu te chưa. Đây nè, để Thái quay lại cái điện thoại lại ha. Nè anh em, để Thái cho mọi người xem nè. Đấy. Trời đang mưa rồi anh em ơi. Bên đây thì có rùa mai xanh xây lớn hơn chút xíu nè. Mấy con này thì bao nhiêu anh chủ? 130 ha. Quá trời luôn. Đó, những con rất là độc lạ ha. À, Thái phát hiện ra trong cái hồ kiến này mà Thái chưa quay cho anh em xem. Có hai bé ếch Batman anh em. Ôi ôi cưng lắm. Trời ơi, cái này là mình cho nó ăn cái gì anh? Sâu. Sâu hả? Cái này là xây ba bi đúng không? Mình mở ra cho em quay cho mọi người xem được không? Ôi ơi cưng chưa. Giá của bé là bao nhiêu tiền anh? Dạ, con này của nó là 160.000. 160.000 ấy, chạy nhảy. Trời ơi. Này là cũng Batman luôn á hả anh? Batman. Con này thì chắc rẻ hơn phải không? Nhỏ hơn hay sao? Dạ. Đúng rồi, 150 mất 10.000. À, ý là nó càng to cái mình nuôi cái hộp to hơn chút. Trời. Cái này về phải nuôi cái hồ của nó, phải mua một cái hồ nhỏ về bỏ vô mình nuôi, mình cho nó ăn cho uống. Còn cái này là bán hàng nên để vào trong cái này cho nó gọn gàng mà. Dạ. Rồi cưng ghê anh em. Cái tiệm của anh chủ nuôi những con cũng rất là độc lạ nha, chia sẻ cho anh em những con cũng khá là thú vị. Anh tên gì anh? Mình tên Thu. Anh Hu hả? Cái ảnh Sài Gòn. Dạ. Dạ. Ồ. Ông Sơn Lết, gọi là khủng long củ sừng. Khủng long củ sừng. Cái con này thì giá bao nhiêu tiền anh? Giá của nó bây giờ là nếu mà mình bán á, là mình bán tầm 140.000 thôi. Còn cái này là giá cũ luôn rồi. À, 140.000 thôi. Wow. 140.000 nha anh em. Đó, cái con này nó bị mất cái móng rồi. Dạ. Đấy. Bên này thì có xe can ha anh. Xe can 10.000 nè. 25.000 nè. Còn khá là nhiều luôn. 3K nữa nè, xe can nhỏ hơn nè anh em. Trời ơi, quá trời cá luôn. Con cá nào mà trùng trùng á thì Thái sẽ bỏ qua nha anh em. Thái sẽ quay những con cá mà Thái chưa quay thôi ha. Bên đây là Thái thấy có tôm kiển nè. Trời ơi, cưng dưới trời.
nó đang ăn cái gì nè? Ăn cá chết, con cá con được, ăn cá cá gì á, nó ăn cái loại cá chết á. Dạ. Con tôm này thì là bao nhiêu tiền một con anh? 60.000. Wow. Trời ơi, cưng chưa? Tôm nhỏ như này nữa. Dạ. Chỉ có 60k này. Trên này có tôm nhỏ ha anh chủ. Anh Hùng ha. Đúng rồi, dạ vâng ạ. Nên tôm nhỏ. 35k. Trời ơi, có 35k một bé tôm thôi anh em. Thì xây cũng đó, cỡ gần bằng ngón út của Thái rồi nè. Dưới đây thì hơn con cái của Thái ha. Con tôm 60k khá là to. Cái này có cá la hán bột 10k nè anh em. La hán bột nè. Rồi, Thái sẽ đây có hai con cá này nuôi là không bao giờ cho khỏi cần cây nước. Cá này là nuôi là ngon luôn anh Nu ha. Cá tây tượng Việt Nam bao nhiêu một con anh? À, hồng kỳ phát tài. Hồng kỳ phát tài nhé. Dạ dạ. 70.000. Con tây tượng Việt Nam có lúc 20.000. À. Tây tượng Việt Nam thì 20.000, con này là hồng kỳ phát tài nha anh em. Đấy. Đây là Thái thấy cũng có một vàng cá hét môn là 20k nè. Khá là nhiều ha. Sung nhã bột tè le. Rồi Thái sẽ qua bên này. Bên này là Thái thấy là mấy con cá dơi nè. Phải không anh? Đúng rồi, cá dơi. Cá dơi này thì là bao nhiêu tiền một con? Dơi này của nó là 220. To ha anh ha, cả bàn tay rồi. Cá tượng Phi Châu. Dạ. Dê nhỏ này thì bao nhiêu? Dơi của nó là 80.000. Ồ, 80.000. Đây là tây tượng châu Phi, đen với lại đỏ nè, đen với vàng chứ. Cá này thì vài chục anh em. Đấy. Thôi để Thái đi bộ bên trong. Ý, phát hiện ra cá chê cọp. Này cá chê cọp đúng không anh? Đúng rồi, chê cọp. Này thì bao nhiêu tiền ta? Chê cọp này của nó là 90.000. 90.000. Bên đây là hồng vĩ. Hồng vĩ này là hồng vĩ Abino hả? Con này là con không có này là con cá sấu Hòa Tiến. À, cá sấu Hòa Tiến Abino. Con hồng vĩ. Hồng vĩ này thì 80.000. Hồng vĩ này là 80.000 thôi. Còn hồng vĩ này còn con này còn 120.000. Con màu này? Con này của nó là 250. Con này là phải Abino không? Nó là con, nó cũng là xấu Hòa Tiến á, nhưng mà nó thì nó là màu trắng mấy này gì, còn kia là một dòng trắng một dòng đen ha, không phải Abino ha. Ôi ơi, bên đây có cá chép sư tử không anh? Cá chép sư tử thì bao nhiêu anh? Dạ. À, để chờ anh chủ vô, để chờ anh Hu vô Thái hỏi cho mọi người xem luôn ha. Trời ơi, cá chép sư tử. Một xay xay bự á. 300, một xe nhỏ nó là 130. À, xe nhỏ xíu này là 130 nè. Xe lớn thì 300 anh em. Bên đây thêm có một hồ cá sấu Hòa Tiễn nữa. Quá đã luôn. Có một bé Hoàng Bảo Yến. Con hải hồ. À, hải hồ. Ý, có con rùa báo phải không anh? Rùa báo, đúng rồi, rùa báo nhiều anh. Dạ 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 dạ. Rùa báo thì nhiều lắm. À, đây này. Có cá nàng hai này, dưới rùa báo này. Bên này là cá chấm chấm, đây là cá gì anh? Bên ngoài là con kim cương đỏ. Kim cương đỏ ha. Kim cương đỏ. Ôi ôi, bên đây nè, quá cái trời. Cái này là con cửu sừng Abino. Cửu sừng Abino. Cửu sừng Abino thì bao nhiêu tiền? 90. 90. Còn hoàng đế nó là 150. Hoàng đế là 150. Bên đây thì là hán to hơn một chút. Bên đây thì thấy là có cá lóc Thái nữa nè. Phải không anh? Đúng rồi, lóc Thái. Chắc con này khoảng vài chục, 30.000. Ồ, 30.000 một con cá lóc Thái. Rất là nhiều dòng cá luôn anh em. Cái cửa hàng bán khá là nhiều dòng cá, khá là thú vị luôn mọi người. Ở đây có cá phát tài nữa nè. Xây cũng 2-3 ngón rồi anh em. Con này khoảng bao nhiêu anh? 20.000 à hả? Trời ơi, giá rất là đẹp luôn. Để Thái qua bên này. Trên đây cũng có một số cá ha. Hecmon ha, đuôi 108 ha. Đây một số dòng cá sim của mình, sim truyền thống. Cái chặng này là 20.000 một con hết. Dạ dạ dạ. Ở đây nữa anh em. Dưới đây, đây là con cá tra hả? Tra sọt. Tra sọt hả? Nó gọi thành cá thứ hãng, là bên này là thành cá thứ hãng. À, con đen đen này là thành cá thứ hãng. Sọt. Thành cá thứ hãng thì bao nhiêu tiền anh? Con này của nó
420.000. 420.000 nè, chỉ có hai ba ngón tay gì thôi hả? Đúng rồi. Con này của nó là 300.000 một con. Sọt vậy thôi hả? Sọt đó, nó có mới rác, yeah. Còn lại đây là rẻ nha. Còn tra thường của nó thì là 20.000 một con nha. À, tra thường của nó đây ha. À, mấy con sọt này hôm bữa em có đi làm một video của một bạn trẻ chơi nguyên cái hồ cá tra lên tới 300 triệu. Mà có gần mười mấy 20 con thôi á. Cá tra không á. Còn lớn còn bán nhiều tiền. Nó khoảng một con khoảng sang 50, 60 không. Mà sọt khá là nhiều. Nhìn sọt này anh em nhìn khá là thú vị ha. Rồi để thấy di chuyển qua bên kia coi còn cái gì không. Ở đây, ở đây. Kinh công ha anh. Kinh công xây to à. Con này thì tầm triệu không anh? Con là mấy trăm mà. Con kinh công này á mấy trăm rồi hả? Trời ơi, đỏ nè anh em. Ô trời ơi, có tay tượng phi nè. Bên đây nữa nè, kinh công xây nhỏ hơn nè. Con xây to này tầm mấy trăm anh? Mấy con két bự này của nó là đang là mình đang bán là 850 một con. À, két bự này 850 ha. Rồi cái con nhỏ bên này 140.000. Ồ, 140 ha. Đây nữa nè, đây có rùa báo nè, phi phụng nè. À, kép kép này là vàng ha. Kép vàng. Nông, đây là vàng bảo yến ha. Vàng bảo yến. Chung với lại con sừng nữa. Hổ bắc thái. Có hổ bắc thái nữa. Trời quá trời, những con dữ không. Bên đây thì thấy thấy là anh Hu có một cái hồ cá săn mồi cộng đồng nè. Đây, có tượng ha, tượng phi ha. Chơi hồng vĩ nè. Rồi có một con ngân long thường ha. Dạ dạ, ngân long thường ha. Đây có hai ba con ngân long thường nữa nè. Con kép to ha, kép kinh công to. Dưới này thì có cá chép coi. Bên này thì có mấy con rùa báo này. Con rùa báo này thì nó dữ lắm nha anh em. Phải tách riêng ra vậy không nó cắn lộn nè. Ở dưới đây thì có cá tư tượng Việt Nam nè, khoảng 20.000 một con. Để thấy cho mọi người xem. Rồi trên đây thì có thêm cá betta, cá hát môn. Bên này thì thấy thấy là có con cá lóc. Cái này là lóc gì ta, nữ hoàng ha. Cái này là kim cương. À, cá lóc kim cương. À, chân châu rồi, xin lỗi nha. Chân châu hả? Còn bên này là tôi có tên rồi, hàng này. Bên này là pháo hoa. Phải không? Pháo hoa. Nó đẹp lắm. Tôi có tên rồi. À, xây nó lớn, nó hết cỡ, nó bự không anh? Nó không nuôi là bự lắm ạ. Ồ. Như cái con cá lóc chân châu thế này thì giá tầm bao nhiêu? Bán là 400. À, 400 ngàn ha. À, con cá thì lóc. Con cá nhiều khi nó còn to nhỏ nó dao động. Dạ. Con bên này cũng là chân châu luôn. Chân châu. Chân châu có hai con, còn loại kia thì nhiều, con này 50 con. Dạ. Đây là kinh ha, kinh F3 đúng không? Nó hát, còn hàng này nó không phải là thường thôi chứ nó không phải là kinh chứ. Dạ. Thường thôi ha. Chơi được thôi phải không? Dạ dạ dạ. Dạ. VIP thì tất nhiên là có nhưng mà nó hơi cao. Dạ, trời ơi quá trời luôn, đi một vòng luôn. À, anh em có cái cửa hàng vậy mà quá trời con cá đẹp luôn, lạ, độc lạ nữa chứ. Ở dưới đây thì nó thấy là có bán cây thủy sinh nữa nè. Cá betta còn trong bịch nè. Rồi trước cửa hàng thì thấy thấy là có cái hồ cá thủy sinh. Đó, rất là nhiều cá cánh buồm, cá chuột nè. Đã chưa anh em? Trời ơi. Ba cửa tiệm này là ba anh em luôn hả? Thì hôm nay là em quay một cửa tiệm thôi. Cây tiệm của anh Hu giới thiệu cho anh em. Cái gì để anh em tới, nếu mà anh em nào cần dòng cá nào anh em có thể ra trực tiếp luôn. Nhiều khi anh em không có thời gian á, em đi quay để em chia sẻ. Em có một con cá huyết long, gồng huyết long khoảng xây 25 26 gì đó, em muốn chọn một con cá hồng kép màu đỏ đi, kinh công đi, thì mình sẽ chọn cái xây cỡ nào anh Hu? Ồ vậy hả? Đâu là con nào đâu anh? Anh chỉ em được không? Ôi là con anh Hu nè. Trời ơi làm gì cái tay mực không vậy con? Rồi Thái sẽ đi vào bên trong thấy quay cho mọi người xem ha. À đây ha anh Hu. Cái dòng này là vừa tầm, tại vì nó là vật nuôi của cá rồng thôi chứ nó không phải là gì.
đấy, còn loại này là 140 một con. Dạ. Còn đây hôm nay được, không nuôi thêm là phi phụng cũng được. Phi phụng này hả? Phi phụng này là nó là vật nuôi của các dòng luôn nhá. Đấy, mình đang bán đây là bán cách lẻ, mình đang bán là 700 ngàn một con. Dạ. Nhưng mà em ở nhà em có con kép vàng rồi, kép đỏ rồi, em muốn mua thêm con kép kinh công thôi, sợ bỏ nhiều quá nó ảnh cũng ảnh hưởng quá. Đây em tính là chút thì nó vào tầm 300 một con. To quá à. Đó, nó to quá. À. Em nhỏ nhỏ cỡ này thôi, về trời cái con kia nó có cái mặt nó đen đen ta. Đây là kép cọp, đây là kép cọp bên này. Một đàn kép cọp đó. À kép cọp chứ không phải là kinh công đúng không? Đó là kết hợp đó, chứ kinh công của nó là nó phải nhú đầu lên mới là kinh công. À nhú đầu lên mới là kinh công ha. Cái đầu cơ. Cái này cũng là kép thôi nhá, chứ nó không nên là kinh công. Dạ. Kinh công là phải gáy được đầu của nó mới kinh công được. Thôi vậy thôi, tới đây thì ủng hộ anh chủ một con cá kép đi, để về Thái bỏ với con cá rồng huyết long của Thái. Có gì tới nhà thì Thái sẽ bỏ vô Thái show cho mọi người xem coi phản ứng của con cá rồng với lại con hồng kép ở nhà của Thái á, nó sẽ như thế nào khi nó gặp con kép mới này ha. Để em xem con nào con mặt đen này ha, cho lạ phải không? Ok, con mặt đen ha. Được nha. Dạ. Ồ, Thái đã mua ủng hộ của anh Hu ha, tại cá kiển cá cảnh Sài Gòn ở 710 Trường Chinh. Dạ. Nãy em có quay địa chỉ cho mọi người xem rồi. Anh Hu nhiệt tình không anh em? Thái mỗi lần Thái đi quay tiệm cá cảnh nào là trời mưa anh em, mưa tầm tã luôn. Đây là con cá này anh em, mặt nè, mặt ngầu quá. Kinh công cọp ha anh? Ủa gì? Hồng kép cọp. Kép cọp. Rồi bỏ vô giúp em đi. Ôi, ngầu chưa anh em? Nè. Ồ, rồi, đóng lại giúp em. Rồi, đã xong rồi nè anh em. Để em gạch đi. Ê, anh nên rút em xin tạ. Rồi. Đấy, rồi. Đây Thái đã đem con hồng kép từ tiệm cá cảnh Sài Gòn của anh Hu về rồi. Rồi em về nhà em thả nó vô rồi, hy vọng là anh sẽ buôn may bán đắt ha. Chúc sức khỏe cũng như là cho anh với gia đình. Ok anh ha. Rồi Thái cũng xin phép về luôn anh em, hết mưa rồi. Rồi chào anh nha. Như vậy là Thái đã về tới nhà rồi anh em ơi. Đây là bịch cá hồng kép của Thái. Thái ướt chèm em luôn, như con chuột luôn mọi người. Thái sẽ bắt đầu lấy ra và Thái show cho mọi người xem lại một lần nữa ha. Đây nè, dung nhan con hồng kép cọp của Thái. 140k nha anh em. Thái sẽ ngâm vô hồ cá rồng của Thái ha. Để tránh trường hợp là bé bị sốc nhiệt nha anh em. Tại vì Thái sợ nhiệt độ trong cái hồ cá của Thái và nhiệt độ trong cái bịch cá nó không có cân xứng á, cá nó dễ bị sốc lắm. Rồi sẵn đây thì Thái sẽ khoe với mọi người hồ cá rồng dơ nhất Việt Nam nha anh em. Hồ cá rồng huyết long đó, cái hồ của Thái này ở cái mặt kiến trước á, nó dính bằng thì Thái không có thời gian Thái chà nữa anh em. Rồi cái phần đáy á, Thái cũng không có sử dụng thổi luồng ở dưới đáy này, hoặc là phần mặt á, Thái không có sử dụng hút mặt luôn, nên nó hơi dơ một chút xíu nha mọi người. Ok, và bây giờ là 30 phút Thái sẽ bắt đầu cho bé hồng kép cọp của Thái ra luôn. Để Thái xem coi con cá rồng huyết long và con cá hồng kép vàng của Thái nó sẽ phản ứng như thế nào với một cái thành viên mới tan xà beng như thế này ha. Rồi Thái sẽ bắt đầu cho nó ra nha anh em. Thái không dám mua con cá bự anh em, tại vì con cá rồng huyết long của Thái nó mới có size 24-25 thôi. À, mua to quá thì bây giờ nó về nó ăn hiếp con cá rồng của Thái. Đi ra thôi con trai, về ngôi nhà mới thôi. Đấy, con cá hồng kép đỏ có bớt nha anh em. Wow. Ý chà, nó vô nó dí con cá hồng kép vàng của Thái liền anh em. Thằng này sung nha. U là sung, là sung. Đó, anh em xem cái đáy hồ của Thái giờ ghê chưa. Nó đóng ba cái bụi bận không nè. Để mai chiều gì Thái sẽ bắt đầu chà rửa kỳ cọ hồ, rồi Thái sẽ quay cho mọi người xem luôn.
Thái sẽ tuyển thêm vài thành viên nữa về với lại con cá rồng huyết long của Thái. Này, tăng 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 tăng, trời ơi cái hồ quá dơ luôn. Cái hồ này á mà Thái có con cá gì ta, con cá sam á, nó chùi ở dưới, hoặc con cá nào mà nó ăn phần đáy á, hoặc là con cá lau kiến to to cũng được anh em. Đó thì nó sẽ ok hơn. Như vậy là bé Hồng kép cọp của Thái đã về với ngôi nhà mới ha. Thái cũng bỏ thử những con sâu gạo này, nó vẫn lại nó ăn nè mọi người. Đó. Sẵn đây thì theo lời yêu cầu của tất cả các bạn, comment phía dưới video của Thái là anh ơi cập nhật tình hình còn cả là Hán. Đây, Thái sử dụng cái hồ 1m2 của Thái, Thái ngăn ra làm hai ha. Một bên thì là con cá la hán của Thái nè. Hôm nay thì anh em thấy nè, cái đầu nó khá là to mà nó sung lắm anh em. Đó, anh em xem này. Đó, sọt này thì sọt bụng bia nha anh em. Đó, sở thích của con cá la hán của Thái là tông vô hồ kiến cho u đầu chơi vậy mọi người. À, nó ghét lắm, mỗi lần mà Thái chĩa camera tới nó là nó tông vô. Đó anh em xem này. Đấy, nó bắt chớn từ xa nó tông mà nó lật ngửa ra làm sao luôn á anh em xem nè, nó bắt chớn nè. Quanh chu chi pháp phải viết trò. Bật ngửa luôn anh em. Đấy. Anh em xem nó bắt chớn nè. Nào 1 2 3. Ui ui trò. Anh em thấy thú vị không? Con cá la hán của Thái, Thái chơi với nó cả ngày luôn cũng không chán luôn mọi người. Đó, Thái cũng bỏ cám luôn cho nó ăn nè. Ăn cám với lại ăn tép nên cái đầu lên to lắm anh em. Nó bắt chớn á, bắt chớn á, bắt chớn á. Lấy đà đó anh em, lấy đà này. Tiếp theo bên này á thì Thái sẽ cập nhật tình hình con cá rô đồng này. Con cá rô đồng này là hôm trước là Thái đi vớt bo, Thái bỏ vô cho cá beta nó ăn á. Rồi cái bắt đầu nó có trứng cá rô nó nở ra, nó ăn cá beta của Thái khá là nhiều nên Thái sẽ bỏ nó vô đây, Thái nuôi luôn. Còn con cá này là con cá lóc yellow santarum á anh em. Đó, con cá này thì hôm trước là Thái cũng được một người em đó, tặng cho Thái. Hôm nay là xây khoảng hơn 35 rồi mọi người. Đó, hôm nay màu sắc lên khá là tuyệt vời. Thái cũng vừa cho ăn này. Anh em xem cái bụng nó nóc luôn đúng không? Đó. Hôm nay nhìn to ghê chưa anh em. Nó là sống chung với bé cá rô ha. Nó bạn của bé cá rô đồng. Trời ơi coi cái bụng kìa. Mập u luôn anh em. Hôm nay thì một video khá là dài luôn. Thái hy vọng là video sẽ mang đến những cái điều thú vị cũng như là những giây phút giải trí thật là bổ ích cho tất cả các bạn luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Thái xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.